Hello mọi người, hôm nay mình làm bánh nướng pizza tại nhà. Thì thật ra mình cũng không có đủ tự tin để mà làm từ A đến Z đâu, cho nên mình chọn cách mua những nguyên liệu có sẵn trong siêu thị. Mình làm món này khá thành công, cho nên mình sẽ giới thiệu với các bạn những nguyên liệu mà mình đã mua. Đầu tiên là hai cái đế bánh pizza đông lạnh, còn đây là sốt cà chua húng quế, loại ăn với mì Ý. Tiếp theo là một loại cà chua dạng sệt, cái này không phải tương cà đâu nha. Hôm nay mình sẽ làm hai cái bánh, một cái bánh tôm và một cái bánh thịt bò, kế bên là phô mai bào. Về gia vị thì mình có hai loại lá khô là húng quế và xạ hương, trùng với một ít bột tỏi dùng để xào bò. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để xào thịt bò trước. Thì cái công thức xào thịt bò này mình thường hay làm khi mà ăn mì Ý. Mình xắt hành tây nhỏ thành hạt lựu, để chút nữa khi xào thì nó sẽ chín mềm vì mình không ăn được mùi hành tây sống. Đế bánh pizza hôm nay mình chuẩn bị là size 22cm. Và cái vỉ thịt bò của mình thì đến khoảng 200g lận. Mình nghĩ là khoảng 100-150g là vừa đủ. Bây giờ mình đem đi xào chín thịt bò. Chảo dầu vừa nóng thì mình cho hành tây vào xào chín mềm, sau đó thì cho thịt bò vào. Thịt bò thì mình không cần ướp trước, mà mình cứ cho trực tiếp vào chảo, sau đó mình sẽ nêm nếm gia vị ở giai đoạn này luôn. Mình cho vào một ít bột tỏi, thì tỏi và thịt bò rất là hợp với nhau, nhưng mà mình lại không muốn ăn trúng miếng tỏi trong cái bánh pizza. Sau đó mình sẽ nêm nếm bò cho vừa ăn, nhưng mà đừng có mặn quá nha. Xào khoảng 2 phút thì thịt bò đã chín hết rồi, mình bắt đầu cho sốt cà chua vô. Mình cho khoảng 7 muỗng cà phê sốt cà chua húng quế. 7 muỗng cà chua này chỉ vừa đủ để ướp cái lớp thịt bò thôi, chứ mình không có cho nhiều. Thì khi mà mình ăn mì Ý, mình sẽ cho nhiều sốt cà chua hơn. Vậy là mình đã chuẩn bị xong đầy đủ tất cả các nguyên liệu để mà bắt đầu làm một cái bánh pizza rồi. Mình khui cái lon cà chua dạng sợt ra. Thì cái này là tomato paste. Ui da, khúc này mình đã làm hỏng cái đồ khui rồi, cho nên mình phải dùng dao để khui cái nắp hộp ra. Với size 22 thì mình chỉ cho khoảng 1 muỗng cà chua như thế này thôi. Mình dùng muỗng để phết đều cà chua ra. Thì khúc này mình đã tua nhanh nè, chứ cái tốc độ tay của mình không có nhanh đến như vậy đâu. Xong rồi đến công đoạn thú vị hơn là mình sẽ rắc phô mai bào sợi vô. Hôm nay mình dùng mozzarella, nhưng mà các bạn có thể dùng được rất là nhiều loại phô mai khác nhau. Mình bỏ rất là nhiều luôn. Một cái đế bánh như vậy mình bỏ khoảng 100g phô mai lận. Nhân tiện nói về pizza thì mình thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có hai chỗ bán pizza là ngon nhất. Một chỗ là Pizza 4P đã rất là nổi tiếng rồi, còn một chỗ là Bendolasco. Khi nào có dịp thì các bạn ăn thử nha. Rồi rải xong phô mai thì mình cho thịt bò vô. Bởi vì cái này là ăn ở nhà cho nên là mình cho rất là nhiều thịt bò luôn. Chút hồi khi mà nướng xong á, cái mỡ trong thịt bò này nó sẽ ra, cộng với lại cái phô mai tan chảy nhìn siêu hấp dẫn. Xong rồi mình lại rải phô mai lên. Cuối cùng là mình cho một ít lá thơm. Với thịt bò thì mình sẽ cho húng quế và lá xạ hương. Vậy là đã xong một cái bánh pizza thịt bò rồi đó. Mình chỉ còn công đoạn đem đi nướng nữa thôi. Nhưng mà sẵn tiện thì mình sẽ làm luôn cái bánh pizza tôm. Bởi vì mình dự định là sẽ nướng hai cái bánh theo hai kiểu khác nhau. Về cơ bản thì bánh pizza mình làm sẽ có một cái lớp cà chua ở phía dưới, sau đó là một lớp phô mai và cuối cùng là phần topping ở bên trên. Nhưng mà không biết các bạn đã từng ăn một cái bánh pizza mà không có cà chua hay chưa? Bởi vì mình nhớ là ở Bendolasco có cái loại đó. Họ có hai menu, một cái menu pizza với sốt cà chua và một cái menu pizza không có sốt cà chua. Nhưng mà mình vẫn chưa tự tin để biến tấu lắm, cho nên mình đã chọn làm một cái công thức an toàn. Và đây là một chiếc pizza hải sản chỉ toàn tôm, bởi vì nhà mình không có gì khác ngoài tôm. Và với cái pizza tôm này thì mình sẽ không có cho lá húng quế mà mình chỉ cho xạ hương thôi. Tất cả đã xong, bây giờ chỉ đến công đoạn nướng bánh. Nhà các bạn không có lò nướng cũng không sao, bởi vì hôm nay mình sẽ nướng cái bánh này trong cái nồi chiên không dầu. Nướng bằng nồi chiên thì các bạn phải canh cái đế bánh pizza của mình sao cho nó vừa với cái nồi chiên không dầu nha. Và cái nồi chiên này của mình thì có cả hai mâm nhiệt trên và dưới luôn. Mình sẽ chỉnh 230 độ trong vòng 6 phút. Còn cái bánh pizza tôm thì ban đầu mình dự định sẽ nướng nó trên một cái chảo không dính. Nhưng rồi mình lại thấy cái hành động này nó hơi sai trái, bởi vì mình sợ nó sẽ bị khét á. Nên là mình quyết định sẽ chuyển nó vô trong cái nồi chiên không dầu để tiếp tục nướng. Cái bánh thịt bò sau 6 phút nướng nè, nó vừa chín tới, phô mai đã tan chảy, cái mỡ bò nó cũng vừa ra luôn, nhìn rất là ngon. Xong lúc này mình mới phát hiện ra là ở nhà mình không có bất cứ một cái dụng cụ chuyên dụng nào để mà ăn pizza hết. Và đây là một chiếc bánh pizza tôm sau 6 phút luôn.
Tất cả hình ảnh mà các bạn coi từ đầu đến giờ là mình dùng camera thường của điện thoại để quay. Bỗng dưng đến lúc này mình lại chuyển qua cái app chuyên chụp hình ăn uống để cho nó sáng hơn. Rồi mình thấy cái bánh của mình đẹp quá cho nên mình để luôn cái app này để quay. Cái lớp phô mai tan chảy hòa quyện với lại nước sốt thịt bò, trời ơi nhìn rất là ngon luôn. Mình không ngờ là với một công thức dễ dàng như vậy, nãy giờ mình thực hiện cũng không có gì phức tạp hết, mà thành quả lại trên sức tưởng tượng như vậy. Và vì không có đồ chuyên dụng để cắt pizza và cũng không có cái dĩa nào to như cái bánh này hết, cho nên mình phải bỏ nó ra một cái thớt để mà cắt cho dễ dàng. Bánh nhỏ nên mình chỉ cắt làm 6 thôi. Đến lúc cắt ra mình mới thấy hình như là bỏ phô mai vẫn hơi ít. Cái bánh Sa22 như vậy phù hợp với một người ăn. Và thực sự là công thức này rất dễ luôn đó. Toàn bộ các nguyên liệu này mình đều có thể kiếm được trong siêu thị rất là dễ dàng. Và quá trình mà mình chuẩn bị cái bánh pizza này cũng không có lâu, đâu đó tầm 20 phút à. Chỉ cần một vài thành phần cơ bản thôi, sau đó bạn muốn ăn thịt bò hay tôm hay là phần topping nào khác thì mình có thể tự biến tấu thêm. Cái phần đế bánh thì ăn giòn rụm luôn, còn phần mặt của pizza dù cho nướng bằng nồi chiên không dầu nhưng mà nó vẫn không hề khô. Mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này nha. Cái pizza này mình làm lần đầu tiên theo yêu cầu của một bạn theo dõi mình trên TikTok nhân dịp mình được 100.000 follower. Và cái video này cũng là để tặng cho bạn đó.